Thưa quý vị và các bạn, tổng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện Văn Bàn năm 2022 là trên 206 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân được hơn 170 tỷ đồng, đạt 82,6%. Thời điểm này, huyện đang quyết liệt triển khai các giải pháp để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn theo đúng kế hoạch đề ra. Năm nay, xã Hỏa Mạc được đầu tư kinh phí xây dựng các công trình trường học và làm đường giao thông. Để thi công đúng tiến độ, trước đó huyện Văn Bàn đã bố trí ứng một phần kinh phí để khởi công công trình. Hiện tuyến đường giao thông vào thôn Hỏa Mạc dài 1,4 km đã cơ bản hoàn thành mở rộng mặt đường và chuẩn bị được đổ bê tông. Còn công trình nhà đa năng, cụm trường học cũng đang đi vào phần hoàn thiện. Ngay sau khi vốn giao về, xã đã kịp thời khảo sát, đánh giá khối lượng tiến độ, phân bổ, giải ngân vốn cho công trình. Huyện giao trọng trách cho các chủ đầu tư để cần thực hiện sớm và cái việc giải ngân theo để đạt được cái tiến độ giải ngân theo cái tỉnh giao, thì xã cũng đã tập trung để thực hiện trong cái việc hoàn thiện cái đường trong thời gian sớm nhất để đưa vào sử dụng cũng như là đảm bảo cái chất lượng. Riêng đối với lĩnh vực giao thông, năm 2022, huyện Văn Bàn triển khai 126 công trình với tổng chiều dài gần 190 km, ưu tiên cho các xã phấn đấu về đích nông thôn mới và các xã vùng khó khăn. Đến nay, huyện đã thực hiện phân bổ vốn chi tiết cho 66 công trình với tổng chiều dài trên 73 km, tổng kinh phí gần 85 tỷ đồng. Đến nay thì trong 100% các xã có công trình đầu tư thì phòng cũng đã thiết kế xong và ra hồ sơ. Hiện nay thì các công trình có nguồn vốn triển khai thì cũng đã tham mưu ủy ban huyện chỉ đạo các xã triển khai thi công để đảm bảo được tiến độ đề ra. Để việc giải ngân đúng kế hoạch, các phòng ban chuyên môn của huyện thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng công trình, rà soát từng dự án, đề xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo thực hiện công tác giải ngân, phấn đấu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 sẽ đạt 100% tổng kế hoạch vốn giao, trong đó có cả nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới.